Từ một đại lục chưa được biết đến đã biến thành những thành phố tuyệt đẹp. Chúng tôi xây dựng nên một thế giới tuyệt vời hơn và đang sáng tạo nên những thay đổi mới, một mục tiêu để thay đổi tương lai và nhiều ý nghĩa mới cho cuộc sống. Tôi luyện thông qua những niềm đam mê sáng tạo, là một đối tác tuyệt vời nhất, là một công ty hàng đầu, đó chính là GSENC. GSENC. Từ những bước đầu trên con đường may mắn phát triển thành lập nên tập đoàn vào năm 1969, xây dựng nên nền móng phát triển kiến trúc. Và công ty của chúng tôi đã tái sinh một tập đoàn lớn nhất GSENC vào năm 2005, tiếp tục đổi mới thành lập công ty xây dựng đại diện cho Hàn Quốc. Qua nửa thế kỷ, GSENC đã tiếp tục sáng tạo nên sự thành công, đó là lý do để theo kịp thế giới, được ghi nhận đứng thứ 22 trong tổng số những công ty xây dựng hàng đầu thế giới, công nhận trên toàn cầu bởi tạp chí ENR, được thừa nhận vào châu Á Thái Bình Dương với chỉ số Dow Jones trong vòng 7 năm xếp hạng. GSENC xây dựng ngày mai bền vững là một công ty xây dựng uy tín hàng đầu trên thế giới. Dựa vào ba giá trị đổi mới tuyệt vời, sự thách thức lớn, sự cộng tác chiến lược, GSENC đang vận hành sự đổi mới, đảm bảo sự an toàn thách thức, trong khi thúc đẩy tăng trưởng lẫn nhau. Tập đoàn tập trung vào quản trị khả thi những dự án tuyệt vời khắp nơi trên thế giới. GSENC tiếp tục trên con đường chắc chắn phát triển nhà máy, thiết kế, năng lượng, công trình công cộng, công trình giải trí, đại diện cho công nghiệp xây dựng thiên đường. In the construction industry. Hiện nay chúng tôi có 31 công ty và chi nhánh ở 28 quốc gia trên thế giới. GSENC sáng tạo nên một thị trấn tuyệt vời. GSENC is creating a great value for our clients. With such a strong performance, bằng những thành tích đạt được, tổng doanh số bán hàng 110,365 tỷ won, những đơn đặt hàng đang tới 115,300 tỷ won, 399,439 tỷ won vào cuối năm 2016. Dẫn đầu vào ngày mai với sự cải tiến về kỹ thuật và thay đổi thế giới. GSENC thay đổi để thích ứng với công nghệ xanh, thích ứng với công nghệ cao, mạng lưới cải tiến công nghệ thông qua dẫn đầu công nghệ toàn cầu. Dịch vụ Freecon cung cấp những dịch vụ Freecon, khách hàng, kỹ sư, nhà xây dựng, cải tiến các công đoạn thiết kế dự án, cùng với những thay đổi kỹ thuật của công trình nhà ở, sử dụng 3 thiết kế hữu hiệu chủ yếu BIM, chuẩn mực xây dựng. Dẫn đầu xây dựng đầu tiên ở Hàn Quốc năm 2013, GSENC đã thiết kết nối với thế giới về BIM mới nhất về khả năng quản lý Freecon thị trường dịch vụ ở Hàn Quốc. Về lĩnh vực về thiết kế đã bán các công trình nhà ở, thương mại, trang thiết bị nhà máy, chế tạo ở Hàn Quốc và ở nước ngoài, meeting the specifications of public and private clients.
trong lĩnh vực cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật đã đóng góp sự phát triển của Hàn Quốc và tăng trưởng kinh tế qua sự ghi nhận của công nghệ mới. Mọi công đoạn xây dựng được bao gồm thiết bị hóa, công trình dẫn đầu và kỹ thuật. Lĩnh vực công trình giải trí dẫn đầu ngành công nghiệp bằng cách sáng tạo ra không gian tuyệt đẹp, cải tiến chất lượng cuộc sống của con người. Sự phát triển của GSENC không những ở Hàn Quốc mà còn ghi nhận những trang sử trên thế giới xây dựng. Bằng sự cải tiến, thiết kế có giá trị và kết nối thế giới thành một, là một công ty xây dựng trên toàn cầu với kế hoạch của chúng tôi là một đối tác tốt nhất và là công ty hàng đầu. Build tomorrow.